khảo sát cái căn nhà của anh. Anh giới thiệu anh tên gì, chị tên gì? Anh tên là Thạch Nhí. Chị tên gì ạ? Chị Trà My. Có hai con. Anh thì làm thợ hồ. Căn nhà này thì căn nhà này làm được bao lâu rồi anh? 6-7 năm rồi, giờ nó cũng xuống cấp quá. Thì tới để khảo sát coi căn nhà này, nếu mà có cô bác anh chị nào thương thì em sẽ báo tin cho anh chị. Anh có số điện thoại không? Anh đọc giùm em đi. 0981 110 542. Anh Thạch Nhí. Vâng, để cô bác anh chị nào thương thì em sẽ thông báo với anh nhá. Rồi thôi, chúc anh chị sức khỏe nhá. Rồi, xin chào. Rồi, giới thiệu đây là... Anh gọi đây khu bảo tồn gì anh? Lung Ngọc Hoàng. Lung Ngọc Hoàng. Về trong đấy có gì không anh? Chạm. Chạm. Có hổ báo hay là gì không? Không, không, cái đó thì không. Có như rái cá, tròn. Có khỉ khác gì không? Không có khỉ, khỉ thì chỉ là nó nuôi ở ngay cái Lung Ngọc Hoàng. Rái cá là thiên nhiên còn hả? Vâng. Rái cá với tròn. Dạ, rồi chúng ta sẽ đi xuống dưới à. Mình có thể vô nó bắt được không? Không, nó không có. Ủa cái này là cái để cái xuồng của mình đâu rồi? À, xuồng vô ruộng rồi, răng câu rồi. Đó, để cái. Rồi, chào quý cô bác anh chị. Thì bây giờ Tuấn Dương sẽ hôm nay sẽ trải nghiệm miền Tây sông nước, đi trên một cái chiếc này gọi là chiếc chiếc vỏ lải. Vỏ lải. Mình xin phép là mình sẽ ngồi trước để ghi đúng hình rồi, nhá. Mình sẽ ngồi ở phía đằng trước. Mình ngồi cuối cùng. Và cô xuống đi, cô ngồi giữa. Rồi chèn cái ghế nhỏ là cho Tuấn Dương ngồi trên đó luôn á. Và cô ngồi đây đi. Không có đi. Không có đi luôn hả? Không có đi. Không đi thiệt. Đây chúng ta sẽ lên đây. Được rồi, được rồi, cô để đó, được rồi cô. Dạ, được rồi cô. Rồi. Vào. Ba người là nó thẩm rồi. Vâng. Ông cô xích lên không? Cho nó cân đó. Vâng. Con xích xuống mới đúng đi. Rồi, được rồi. Rồi, xin chào nhá. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi nào. Wow. Wow. Để nước đi các bạn. Nhìn một cảm giác rất là đã. Sông này các bạn này. À, ngã tư sông.
trời đẹp luôn. Đi dưới này rất là mát mẻ nha các bạn. Wow, vào tới đây bắt đầu vướng vô đám lục bình rồi. Sông nước kìa, cảnh rất là đẹp, nên thơ rồi, ngôi nhà cái đẹp quá.
cái gì đây? Lúc lòng vàng á, hay là cái cá châm bầu á. Châm bầu á. Chuyến đi này là mình cảm thấy rất là mát mẻ và đẹp. Xin chào. Đi bán cái hàng không? Đi bán đồ tạp hóa mà đi xe gì đó. Dạ, vâng ạ. Vâng. Lên đi cô. Bước vô cái dưới trước. Cô đi từng chậm từng chân thôi. Rồi được. Ok. Cô giữ cho anh Giáp. Rồi con lên đi, con bước lên. Cô thì lần đầu tiên mới đi xuồng. Mới đi xuồng. Dạ. Nhỏ lớn 60 tuổi mới được đi xuồng. À thế ạ. Vâng. Dạ. Đây chúng ta sẽ thăm một cái căn nhà nữa. Vâng. Đây hôm nay thì mình tới về tới đây là Hậu Giang, thì tới đây thăm có một cái căn nhà này. Mình sẽ đi vòng quanh căn nhà đã. Trời ơi mục nát hết rồi các bạn. Chủ nghiệp chủ nhà nó nói là được hút chào xin cho con được cái nền cũng được đó. Con nhỏ rồi. Dạ, vô trong nhà là chị biết. Rồi, vô nhà đây. Wow. Chào con. Rồi, hay. Rồi, căn nhà nhìn. À, đây cũng bên. Họ cũng theo bên đạo đây các bạn. Chào chị. À, cái ở trong này là còn cái gì nữa đấy chị? Dạ. Ở trong này là cái gì nữa? Em chị thì mở cửa ở trong là cái gì nữa? Dạ. À đây là đây gọi là gì? Giường ngủ. Dạ. À ngủ trong còn quần áo để đây. Dạ. Không có nhiều đâu chứ không. Có mùng này tối muỗi nó cắn không? Dạ cũng có mà ít. À. Dạ. Rồi. Ồ, bé. Nhà có hai em bé. Vâng. Rồi, chào anh. Vâng.
nghỉ học hả? Rồi thôi khỏi ghế anh ơi, chắc tôi đứng vậy. Anh chị thì làm nghề gì? Em đi làm hồ. Làm hồ ở đâu anh? Làm ở vòng vòng đây thôi. Làm vòng vòng ở đây. Thế là chị, anh chị có hai cháu. Cháu lớn là mấy tuổi rồi? Dạ, 4 tuổi. Chú chào con. Ở đây có đi học không? Anh chị đứng gần nhau, anh chị đứng cạnh nhau này. Có, đứa nhỏ này mới đi học. À, mới đi học. Anh chị đứng gần gần vô mới vô hết được rồi. Thế còn chị thì làm nghề gì? Ở nhà. Nhà chăm cháu. Hai cháu gái à? Dạ. Dạ. Thế là còn nhà anh chị là ở đâu? Dạ. Còn căn nhà nào nữa không? Không, có ở đây không ạ. À. Ở đây thôi. À. Vậy căn nhà này mình cất lâu chưa rồi anh? Cũng 5-6 năm gì rồi. 5-6 năm rồi. Từ lúc cưới à? Dạ. Thế còn nhà ba mẹ thì ở đâu? Ba mẹ thì ở dưới trên kia. Dạ. Ở dưới kinh, ở dưới đường dưới. Vậy là mình ở riêng ở đây. Còn hàng này là cháu của cái ông hai ông già này. Hàng ngày thì mình thu nhập chính là làm cái gì? Em cũng đi làm hồ vậy đó, qua ngày thôi à. Thì một ngày là được khoảng nhiêu tiền anh? 200 ngoài 200 vậy đó. À, 200 tháng 6 triệu. Là có đủ việc không? Thì nó cũng không có điều đâu. À. Nhầm khi cũng ở nhà có 10 bữa nửa tháng. Thế xe máy này thì mình đi ở đâu? Thì đi cũng làm cũng vòng vòng đấy, đi đường này. Ủa xe này mà biển số 84 rồi ha. Là có đi xe gắn máy đi đường nào anh? Đi theo đường trên này đi ra. À, đây nhà cửa đây cũng thấy. Để như này thì có ăn trộm không anh? Không đâu, tại vì không thấy gì cũng ai đâu. Không có gì đâu mà ăn trộm. Không ai ăn trộm á. Ở đây mình có xài điện một tháng hết nhiêu tiền anh? Tháng cũng 100 ngoài. Dạ, còn đun nấu thì mình nấu bằng gì? Lá cây hay là ga? Củi. 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 Ôi, lấy đầu dạ, vô mưa rồi. Vâng. À, có trời mưa rồi. Mưa wow. Lấy đầu vô. Rồi, mưa rồi các bạn này. Mấy gì làm đi. Vâng. Dạ, alo. Đây thưa các bạn, thì ở đây như là họ dùng cái máy xúc này đi để họ khơi thông cái dòng chảy này. Dạ. Cái đó để làm gì đấy anh? Chắc là họ đi khơi thông cái dòng chảy. Thì hôm nay Tuấn Dương tới đây để khảo sát, coi xem là cái căn nhà này cũng của một cặp vợ chồng trẻ, nhưng mà cũng chưa có cái điều kiện và khả năng để xây nhà. Thì mình tới để mình coi thử xem là cái cụ thể cái căn nhà này nó ra sao. Rồi có cô bác anh chị nào hỗ trợ giúp đỡ thì mình sẽ có thể là có duyên thì sẽ về đây tiếp một lần nữa. Đằng sau này là ruộng, không biết là của ai đây ta. Nhà thì lợp lá. Xe hơi đóng vô tới đây không tới được. Tới cái cầu nó khánh lại. Cái khánh là cái chỗ coi cầu mà có mấy giọt nước nó nhiễm xuống. Cái này là nhà này anh định chừng nào cất? Em thì giờ cứ ở cái gì đó thì chừng nào nó hư rồi kiếm cây rồi sửa lại nữa chứ sao vậy? Kiếm cây sửa lại. Nếu mà nhà này mà làm nhà lá thì khoảng nhiêu tiền anh? Em cũng không biết nhiêu nữa, giờ cây cối thì không có thì cũng ráng kiếm mua thôi chứ giờ cũng không biết nhiều nói. Vâng. Mới lộn đợi hôm rồi trời mưa nó chạy qua nhà lá tôi xuống rồi. Làm trước này nó mau hư phải rồi, làm gì đâu mét qua tấm lá rồi nó mau hư phải rồi. Còn mà mình lập kích thì nhiều tiền đúng không? Nhiều tiền thì mình khả năng mình đi thôi. Ừ thì đó phải lập chỉ nhanh hư. Chứ nhà lá này mà nếu mà chờ lập mà cái lá chầm á là ở 7 năm á là không dột á. Cái nhà anh hồi xưa là lập lá chứ bộ. Vâng. Nhà quê anh hồi xưa lập lá mà lập 7-8 năm mới hư. Bên đây anh cũng theo bên đạo Công giáo rồi. Dạ. Thế bên đây thì cha có giúp đỡ gì mình làm nhà không? Đây thì cũng quan tâm chăm sóc hỏi han, quà cáp, gạo rồi cũng thường niên. Vâng. Thì bên mình có sổ hộ nghèo gì không anh? Có, đó thì bên cơ quan cấp có. Anh có à? Anh cho em xin được xem được. Em để ở dưới mẹ vợ em. À. Dưới rồi.
Để gì? Hỏi em làm hồ sơ đó rồi em gửi. À, làm hồ sơ gửi hộ nghèo. Anh cho em hỏi anh tên gì anh? Anh tên Nhí. Anh Nhí. Thạch Nhí. Thạch Nhí. Còn chị tên gì ạ? Dương Thị Trà My. Trà My. Anh là năm nay nhiêu tuổi anh? Năm nay 32. 32. Anh chị là có hai bé. Cái đất đây là đất của ai đây anh? Đất của người dưỡng cho. Dưỡng cho. Có hộ khẩu, chú có cho. Hộ khẩu. Mẹ. Khổ lắm rồi đi gặp vợ nè, rồi nó cài thuốc mà không ngày nghỉ. Bữa nay đám dỗ bệnh mới nghỉ đó. Ồ, đám dỗ mới nghỉ, còn bình thường cứ đi làm hồ. Thì em tới hôm qua được giới thiệu tới để coi khảo sát thêm cái căn nhà của anh chị để xem có cô bác nào mà thương giúp đỡ đó. Thì em sẽ quay lại. Cái này thì không hứa trước. Là em cũng cảm ơn nhiều. Dạ vâng. Dao hàng chút anh cho mượn cái dao chặt về nước đi. Để coi xem là giúp được tới đâu thì giúp và vâng vâng. Anh thử giới thiệu em một vòng đi, vòng quanh nhà coi nè. Chỉ trỏ xem là cái gì ở bên đây. Cái này gọi cái gì anh? Lu nước à? Lu nước. Lu nước là anh lấy nước ở đâu rồi đấy? Trên này nè. Mái nhà xuống. À, hứng từ mái lá này xuống. À. Nó chảy vô xuống đây. À, đây là hứng nước mưa. Và còn dưới này đây là mình làm bếp mấy củi đây anh. Dạ. Củi này lấy ở đâu anh? Củi này người ta đốt chàm ở ngoài, người ta cho mình đi gốc về. À, mình trụm cái gốc về nấu ở đây. Có bình ga đây. Rồi, còn vòng quanh nhà ở đằng sau là cái gì đấy anh? Sau đó thì của người ta rồi, đất của người ta rồi. Họ làm gì ở đấy đấy anh? Họ trồng lúa. Trồng lúa ở đằng sau. Còn đây thì anh đánh bắt cá hay làm gì nữa không? Giăng câu không à? Giăng câu là như thế nào cơ? Câu tầm 2 cây dài ra vậy này, nó ngồi này. Vâng. Em bảo đi giăng câu mà chưa biết giăng câu ra là sao? Đây. Rồi cái lại hay nè. Nếu mai tất nghiệp anh về Hà Tiên anh chứng vợ niên. Cầm 2 cây ra vậy nè. Thế gọi là giăng câu. Rồi móc mồi vô. Móc mồi vô đây. Vâng. Xong thả lưỡi này xuống. Dạ. Thế nó cắn là mình biết. Dạ. À mình cắm xuống dưới đúng không anh? Dạ, vâng. Mình cắm dưới đất. À. Thế là nó đấy gọi là giăng câu. À. À rồi. Vậy là nó ăn thế thì làm nào biết có cá nó cứ quấy quấy hả anh? À nó nhịp thế là có cá. À. Răng ở đây thì câu ở chỗ nào anh? Sau hè này nè, dòng hè này. Liệu ở đây có cá không? Cũng lai rai vậy. Bữa cũng đêm cũng ký ngoài vậy đó. À. Đủ ăn vậy đó. Ký là mình có cá ăn. Dạ. Cái ruộng này có không anh? Ruộng này thì có nhưng mà người ta nuôi rồi. Người ta nuôi. Mình chỉ bắt ngay chỗ nào mình người ta không nuôi thôi. Còn các cái lồng này là làm gì anh? Cái bắt lờ để đặt cá. Lờ để đặt cá. Mà có cá không? Có nhưng mà giờ nó gãy dành rồi đem lên đặt. Dạ. À. Ở đây mình vậy rau cỏ mình ăn thì mình lấy ở đâu hay mình trồng? Tự trồng. Trồng xong ở đây thấy đất nhiều nên không trồng ấy. Ăn du hết rồi kìa, đi làm không rồi không có thời gian để trồng. À dạ. Còn cái đường này thì đây đường đất cứ đi vậy này thôi anh. Vâng, đây là cũng cùng đường ấy, đắng còn cái nhà nữa là cùng rồi. À. Ở dưới đây còn cái nhà nữa. Còn cái. À. Ở đây đất rộng, đây kêu bằng gì đây anh? Ở đây của Phương Thạnh. Phương Thạnh. Dạ. Phương Thạnh Phụng Hiệp à? Phương Thạnh, xã Phương Phú. Xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Dạ. Cái đất của anh là từ đâu tới đâu anh? Có trung viên ở chỗ này hả? Về. Vậy nếu mà ở đây mà người thường người ta cất nhà là cất nhà tình thương ấy. Thì chỉ 4m, 8m mà làm bằng tôn, mái tôn, nền xi măng, cỡ khoảng 30 triệu đổ lại thì anh có chịu không? Em thì sao thì em cũng được. Dạ. Che mưa, che nắng được thì được rồi. Và nhà thì đó thì nó sẽ đỡ bị dột mà ở cũng phải được hàng chục năm. Rồi khi nào mình có tiền thì mình cất thêm. Thì em tới em khảo sát biết vậy thôi. Nếu có cô bác anh chị nào thương mà giúp thì mình sẽ tới tiếp. Và rồi. Thôi chào anh chị nhá. Chúc anh chị sức khỏe. Dạ vâng ạ. Cảm ơn nhiều. Vâng. Chúng ta sẽ tạm biệt gia đình anh Thạch Nhí. Giờ sẽ quay về các bạn.
bảo tồn này là thấy chuối rất là nhiều nha các bạn, mà không có ai hái. Wow, thì đây gió rất mát. Nước luôn. Đây chúng ta sẽ kiếm xem này. Wow, đây này. Wow, đây chúng ta đi hái dừa nước nhé. Đây là quần này đẹp à. Là mình xử quần này đây, xử đem về. Không biết có chín không? Mình trưng thôi chứ ăn không cần ăn, mới ăn thì lựa. Xử quần nó trước đi. Nó nhỏ vậy thôi. Về để chụp hình đó Tướng Dương. Vâng. Để cho khách. Tướng Dương lấy đem về không Tướng? Dạ thôi không ạ, không ạ. Đấy, quần này đẹp. Đó. Cái bộ này cũng dễ thương, nhỏ nhỏ không đẹp. Thôi, bảo bảo để đó. Wow. Trời ơi, trời ơi. Có chìm luôn không? Không, không. Rửa cho nó đỡ kiến. Chìm có một chút đi. Rửa nó lần sạch luôn. Đâu rồi, rửa nó không con à. Được rồi. Rửa sạch rửa luôn, luôn rửa luôn để xe cho đỡ luôn. Lại mấy con có mấy con họ. Tắm mày cho mát luôn. Đẹp quá. Ừ. Đó, mới về đi. Bấy lâu rồi mày mới được tắm thế. Rồi, ok. Có được không? À, buồn nó bỏ đi, buồn nó xấu lắm. Cái nào đẹp đẹp đi. Đẹp thái buồn ơi. Cái nhỏ nhỏ kia nó còn lớn nữa không? Cái nhỏ nhỏ đó là già chưa? Chưa, cái đó. Dạ. Đây, là sẽ qua bên đây tiếp à. Kia ở trong kia. Wow, gió thổi rất mát nha các bạn. Sao sạc. Sao giữa nước mông lung tối mình sống nay sớm. Nè, đẹp chưa? Wow, kìa.
Cái này cứ để này trưng Tết à? Để cho khách đến chụp hình á. Cũng đẹp nữa nè. Rồi tôi dịch nha. Cái bụng trong cũng đẹp nữa mà mình đâu có chụp được. Tắm nó nữa đi em. Tắm rồi rửa nó. Wow, sao? Ở đây cứ lượm lượm này không mà. Wow. Cho được rồi anh ơi. Đây nhiều rồi. Cho quậy trong núi luôn đi, quậy nó đẹp lắm. Trời ơi, lỡ làm rồi. Kép tất nhiều. Đúng không? Nè, sao dám rồi lấy ra, sao cô cũng không biết chặt nữa. Chặt ra. Rồi nhưng sao mà... nó có từng trái thì mình lấy ra từng trái hả? Cái này muốn ăn dễ lắm. Sao? Cắm này nè, bỏ đặt xuống cái nó văng ra. Bỏ đặt nó dưới gốc cây thì nó văng ra từng trái. Ừ, văng ra mà không biết. Mình đặt nó dưới gốc cây vậy hả? Đặt vô cây hoặc đặt vô cái bệ bê tông á. Rồi nó rã ra từng trái rồi mình chặt ra. Đây, chúng ta đi chặt dừa nước mà. Wow, cái buồng này bự quá. Ừ, chúng ta sẽ rửa cái đi cho kiến nó sạch đi, nó không cắn mình nữa. Cái này đúng là trải nghiệm mà chiều theo tối đa luôn. Có con dao này cũng lợi hại quá. Rồi, đây, ngồi xích lên trên. Lên hết chưa? Cái đấy về có máy bơm phun hát là nó về có cái máy hát là cái thịt vô ha, thịt vô cái thấy nó đóng vô cái dạ. Về cái con cọp cái chùm cái con keo lên nè, nó nặng đấy bà. Ơi dạ, nó nặng muốn chết, nặng quá chứ nó đâu có nhẹ được. Để cho cân chưa? Rồi mình đi nhá, lên đường. Đó, chúng ta trải nghiệm đi chặt dừa nước.
ấn là vo gạo nấu cơm. Vo gạo nấu cơm bằng cái nước này á. Đến thăm căn nhà của anh Niệm chị Sáu nhé. Đây căn nhà của anh chị đây các bạn. Đó. Wow. 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 Rồi, cô từ từ thôi. Dạ. Em giữ cái này rồi. Cô lên đi. Rồi. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Anh à, chắc anh bỏ chắc lên kia. Anh xúc cái cồi cỡ ngang. À. Lát cái xe đi ngang. Dạ rồi. Đây căn nhà các bạn nhìn này, ngày xưa lúc trước thì đây vẫn còn cái nền đất đây này. Đó. Bây giờ đã thành một cái căn nhà mới khang trang rồi. Chúng ta sẽ tham quan qua một chút xíu nhé.
đó. Đây căn nhà mới này, nhìn rất là khang trang đó. Đó, đây bên hông là bếp nha, bếp rồi có hai phòng ngủ. Đây mình sẽ dạ dạ rồi, đây có hai phòng ngủ nha các bạn. Đây một cái phòng ngủ bên ngoài này đó, phòng ngủ này đó. Đó trên này thì lợp mái tôn đó. Đó đây một cái phòng ngủ nữa, đây chắc là phòng ngủ của vợ bố mẹ để phòng ngủ cho con. À, kế bên đây là cái toilet này đó. À, đằng sau bếp này đó. Đó thì căn nhà này mình thấy rất là ưng. Cái này thì sơn là anh Niệm thì được chủ cái chỗ làm cho sơn, rồi một chị Liên ở thì cho tiền để lát nền gạch đó. Ở phía ngoài này thì còn có một cái phòng khách nữa đó. Đó. Rồi vậy thôi, mừng cho anh chị có căn nhà mới. Rồi Tuấn Dương xin phép sẽ dừng cái video này tại đây nhé. Rồi hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video clip kế tiếp.